Câu hỏi tiếp theo. Chào Tú Hảo, thật vui khi biết kết quả chung cuộc của The Face. Em trở thành quán quân của năm nay. Đến với Tram chỉ có một câu hỏi muốn đặt cho Hảo là: Hảo nghĩ rằng sau chương trình, ngoài hợp đồng với nhãn hàng nào đó mà phía The Face chưa công bố cụ thể, thì em nghĩ rằng mình sẽ được những nhãn hàng nào để mắt và nhận được thêm bao nhiêu hợp đồng quảng cáo? Vì thực sự nhìn nhận một cách công tâm thì quán quân mùa 1 Phí Phương Anh đến nay thì những nhãn hàng mà bạn ấy trở thành gương mặt thương hiệu như tiêu chí của chương trình thì rất ít, và chương trình năm nay cũng rất ít các nhãn hàng đồng hành. Đến thử thách quảng cáo sữa tắm của chương trình cũng không có brand nào hợp tác. Cảm ơn em và mong nhận được câu trả lời từ em. Ngay liền tối cái hôm vừa phát sóng chung kết xong là tất cả mọi người cũng sẽ đã so sánh giữa Hảo và Phí Phương Anh của mùa 1, là mọi người sẽ nói là Hảo sẽ làm cách nào đó để được nhận được nhiều hợp đồng hơn. Và các bạn và Hảo nghĩ là năm nay Hảo có Hảo Hảo được quán quân rồi, Hảo có được lại ít hợp đồng giống Phí Phương Anh hay làm thế nào đó để làm khác Phí Phương Anh đi, giống như khác Phí Phương Anh năm ngoái vậy đó. Thì mọi người cũng hay hỏi, thì cái vấn đề này ở đây là Hảo không có quan trọng cũng như là không có quan tâm đến vấn đề là sau cuộc thi là những cái nhãn hàng nào chú ý đến mình. Tại vì khi mà họ chú ý đến mình thì thật sự mình phải nổi bật và mình có như thế nào đó, mình phù hợp với cái nhãn hàng của họ thì họ mới tìm đến mình. Đó là vấn đề. Và họ nghĩ là giữa Hảo và Phí Phương Anh là hai người hoàn toàn khác nhau và hai con đường có thể là rạch, hai con đường đi khác nhau, cho nên là Hảo nghĩ là Hảo sẽ tìm vạch ra được một cái đường rõ ràng hơn cho mình, để cho cũng như là các bạn nhìn thấy, cũng như là các nhãn hàng tìm đến mình nhiều hơn. Vậy thì Hảo nghĩ rằng sẽ có những cái nhãn hàng nào hoặc là những cái loại sản phẩm nào có thể phù hợp với Tú Hảo và sẽ tìm đến Tú Hảo để tìm một cái hợp đồng quảng cáo? Nếu về chứ có thể là gương mặt của Tú Hảo sẽ hợp nhiều cho tới cái nhãn hàng mỹ phẩm. Thế nhà mỹ phẩm sẽ chú ý đến Hảo nhiều hơn. Hảo nghĩ như vậy thôi chứ còn Hảo cũng không biết nữa.